Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi tiếp tục quay lại một cái nhà yến sau khi chúng tôi 3 ngày chúng tôi làm việc một cách rất khẩn trương, khoa học và đầy trí tuệ trong một căn nhà yến này. Kính thưa quý vị, căn nhà yến này ở thành phố thị xã Cai Lệ của tỉnh Tiền Giang. Thì ở như quý vị đã nhìn thấy đây, đây là cái chuồng đảo chim ở giữa hai đầu. Nhà này nó có 20 mét thôi, nhưng mà chuồng của đảo chim lên được 3 mét. Từ bên trái màn hình như sao bên phải màn hình quý vị là được 3 mét. Và chiều ngang ở đây tổng thể được 5 mét. Và ở giữa đây là cái chuồng đảo chim. Thực sự với đối với chúng tôi làm một căn nhà yến này, chúng tôi không có một cái giải pháp nào là phải hóa giải cái chuồng đảo chim này từ thể thế rất là hẹp sang thể thế rộng cho cái nhà chim để nó đảo chim. Vì chúng tôi là một người đi sửa chữa nhà yến nên tôi không có được cái sự lựa chọn nào tốt hơn là phải hóa giải toàn bộ các vấn đề. Thì kính thưa quý vị, cái nhà yến này thì chúng tôi cũng thưa quý vị rằng chỗ này là một cái lỗ đảo chim. Đối với chúng tôi khi tiếp cận cái nhà yến này thì thưa quý vị, chỗ này là họ đi ba cái loa, ba cái loa, ba dòng loa luôn, nó dù nó dẫn nó cối, nó dù nó dẫn nó cối. Và chỗ này thì họ đã bịt lại và họ đi cái đường dẫn bên kia. Thì thưa quý vị rằng là tại sao chúng tôi bịt cái lỗ kia lại, bởi vì thực sự quý vị là khi để cái lỗ trên này thì nó sáng trực tiếp vào trong đây, nó sáng trực tiếp vào đây, nó sáng trực tiếp vào rất là nhiều và nó nằm phóng thẳng cái nhà chim, và không có một con chim nào, thưa quý vị là không có một con chim nào nó phóng thẳng từ cái lỗ bên này nhảy vào lỗ bên này và nhảy vào lỗ dưới này đâu, thưa quý vị nha. Đấy, nó không phóng thẳng được vào dưới lỗ này đâu, nó không phóng thẳng được xuống dưới kia đâu, nó phải qua một cái đợt nhịp gọi là hạ cánh và tạo vòng cua thì mới 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 vào được cái lỗ chim. Thì thực sự quý vị, chúng tôi đã phải mở cái lỗ này ra, và đây trước mặt quý vị đây chúng tôi đã phải tạo ra một cái khe gọi là khe thoát khí điều nhiệt trên cái nhà yến này, thay vì nó tôi gọi lỗ thần thánh. Và bên đây chúng tôi để cái loa dòng loa X-Mode ở đây, và chúng tôi sẽ dẫn, vì cái nhà yến này rất khó nên tôi dẫn con chim đi vào đây và nó sẽ nhảy xuống cái vòng góc này, góc chỗ này đấy, tôi sẽ nhảy khi nó được đi vào từ đây và nó xuống đúng cái điểm loa tôi dẫn con chim xuống đây đấy. Và khi xuống dưới đây nó sẽ tạo được cái vòng cua ngay cái điểm này, và dưới đây tôi quay hóa giải chỗ này toàn bộ. Trước người ta bịt chỗ này rất nhiều, bịt thành cái ô từ đây, từ trên này, từ bên này sang bịt là nó không có một cái độ lượn, không độ lượn. Và điều thứ hai nữa là chúng tôi đưa con chim từ trên này, từ trên này, từ điểm trên này, và chúng tôi cũng đưa xuống cái điểm này luôn, và chúng tôi cũng tạo được cái vòng xoáy của con chim đưa xuống đây, đưa xuống điểm này và đưa xuống cái điểm dưới kia là cái gian cuối cùng của cái nhà chim đấy. Còn cái chỗ này chúng tôi bỏ rồi, tôi cắt loa rồi đấy, thấy vị trí thì ba sàn đấy. Và điều thứ hai nữa, hôm qua tôi cũng có quay cái vị trí nó dơ giấy kinh khủng luôn, và ngày nay ông bà chủ phải tuyệt đối tuân thủ theo những cái gì tôi hướng dẫn, là làm dọn dẹp nhà cửa thật kỹ, cực kỳ sạch sẽ như nhà ở luôn. Và đây là các lỗ khí 114 chúng tôi đã khoan ra rồi, như nhà ở. Và tất cả cái nhà yến này chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ loa du, và bên đây là chúng tôi để một cái cặp nó dẫn ở đây. Và ngày hôm qua tôi có để nó dẫn đây, sau khi một đêm, sau một đêm chúng tôi phải suy nghĩ và chúng tôi đã không để cái cặp nó dẫn đây nữa, và tôi chuyển sang cặp nó dẫn bên kia, tôi tối đa tất cả những cái gì con chim cuối cùng có lợn bên kia đấy. Và ngày hôm qua tôi đã quay rồi nhưng mà thực sự ra nó chưa được hoàn hảo, và chúng tôi phải tiếp tục tung hết tất cả cái trí tuệ ra để làm cho ông chủ, vì thực sự ông chủ đã đến đầu tư cái nhà yến này mấy tỷ bạc rồi, không có khả năng chim không có đến, và đến mà không xuống được, nên chúng tôi phải cố gắng làm sao vắt cái lão ra làm việc bằng cả cái trái tim của mình để hoàn thiện cho nhà yến. Mời quý vị đi vào trong đây. À, vào đây, vào đây thì chúng tôi nó sáng lắm, hôm qua nó rất là sáng, cái này cũng rất sáng rồi, và chúng tôi phải trăng hết bạc chỗ này luôn, nó sáng không sáng 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 kinh khủng lắm, nên là chúng tôi chăn bạc và tôi mở cái lỗ đây và mở cái chân khí chỗ này để cho nó thoát chân khí, thoát nhiệt ra, nó thoát nhiệt thoát khí ra. Và cho nên đây chúng tôi quan cái lỗ 114 vào đây, và điều đặc biệt đây nó là một cái mái dốc yeah. Đấy, kỹ thuật là mái dốc của tôi phải theo dốc thôi chứ không còn cách nào khác, nên tôi cũng hòa hoãn đi lại những cái loa dẫn như này. Và bên đây chúng tôi phải tuyệt đối chắn sáng để nó ngắn lắm, nó chỉ có 10 được chưa được 10 mét mà nó được có 8 mét thôi, nên chúng tôi phải hòa hoãn lại và chắn sáng toàn bộ đây. Và đi vào trong đây thì các lỗ khí 114 và đi đến đây. Và điều quý vị cũng phải hiểu rằng đây là một cái tấm mà
Khi làm mà miền Tây thì chúng ta làm cái tấm này gọi là composite tức là cái nhựa đấy, keo đó, sắt keo lên đây. Thì theo chúng tôi làm ở cái nhà góc độ chuyên môn thì cũng thưa quý vị rằng quý vị không nên làm cái nhựa này, vì cái nhựa này lão hóa theo thời gian và cái mùi nó rất là lâu ngày ở trong cái nhà yến nên không nên. Và chúng ta lên làm những cái tấm xe bo xong, quý vị đưa một cái dâu sắt từ bên trái cái tường này ra và quý vị đưa một cái lưới mắt cáo vào, để quý vị có thể là làm cái sắt chữ Y ấy, cái đà chữ Y ấy, đừng làm chữ đà vuông. Và quý vị cán cho tôi một lớp hồ mỏng mỏng thôi, 3 phân thôi, bằng cái lưới mắt cáo, và nó sẽ cán một lớp hồ lên và một cái đá mi 1-2 thôi, không cần nhiều, thì nó sẽ giảm tốn kém hơn so làm với cái nhựa và cái keo xít này, và nó không sinh ra mùi thì cái tỷ lệ bền vững và nó vững chắc hơn rất nhiều. Nên là làm cái keo xít này sẽ khi mà trời nóng lên mà hơi nhiệt vào thì tạo ra cái mùi keo, nên là rất là khó khăn trong vấn đề tạo một cái môi trường nhà yến tốt. Nên là tôi xin chia sẻ với nhà yến này 3 năm rồi nên cái keo này đã hết bưng tương ớt mùi rồi. Đấy là việc chúng tôi dẫn chim mà nó cũng không có gì khó. Thứ hai là chúng ta làm như thế này, chúng ta mà đưa mùi vào nữa là không, tuyệt đối không được. Và cái điều thứ ba nữa là cái này máy này thì làm cái làm gió trực tiếp từ trong ra ngoài luôn, nó chắn bằng cái tấm xin bo đây, thì cũng một số nhà làm nó dù sao nó cũng là khí trực tiếp nên nó còn là khí sạch, oxy sạch và ẩm mà nó cũng tự nhiên, nên là cũng có số nhà thì làm như thế này cũng thành công. Ở cái điểm này thì ngày mai tôi sẽ hướng dẫn bác chủ nhà sẽ xịt cái keo cái silicone đen ở đây, vì chỗ này do chúng ta không bịt lại, tôi thấy nó hơi sáng, hoàn tất kỹ thuật rồi nhưng nó hơi sáng tí, thì cho bác chủ nhà mua cái silicone đen không có màu thì sẽ xịt vào đây, keo vào đây thì sẽ tối. Và mời quý vị đi xuống tầng dưới. Chúng tôi thực sự ra là dốc hết tất tâm cái lực và cái trí tuệ để giúp bác ở cái này Tiền Giang này xử lý một căn nhà yến, bởi vì căn nhà yến này được làm 3 năm rồi mà cũng có một ông bạn nên là hai căn kia cũng là tương đối có chim mà ông này không có chim nên là rất là khổ tâm. Nên là vào đây thực sự quý vị cũng không thấy tổ tổng đâu cả, tôi đến thì được khoảng tầm 2 chục tổ thôi, nó không có tổ đâu. Quý vị thấy đây rất là cực khổ, nên là chúng tôi anh em tôi làm ở đây là chúng tôi khoan những cái lỗ 114 ra để điều khí điều nhiệt nhé, tương đối là nhiều lỗ nhé. Thực sự cái này chúng tôi điều khí điều nhiệt tương đối tốt, căn yến này tôi sẽ ứng ý. Và chỗ này tôi là cũng quay luôn là cái đường lỗ chim vào, và thưa quý vị rằng tôi cũng quay luôn cho quý vị cho quý vị hết hình dung. Ở bên kia là tôi đưa con chim đưa từ trên lắp chuồng cu đưa xuống, và chỗ này tôi lấy một điểm loa ở đây, và tôi lấy điểm loa chỗ này và tôi dẫn con chim vào đây. Và dẫn con chim vào đây thì bên đây nó có cái điểm loa bên đây, điểm loa bên đây thì chim sẽ vào được, không có gì khó khăn cả. Và tôi đi sang bên đây, đây là một cái vòng. Trước đây thì kỹ thuật người ta sẽ làm một cái tấm xi mo từ bên trái sang bên phải, ở đây là cái vách tường đây. Thì khi mà làm như thế này thì không có độ cua của con chim, là biến cái chuồng đảo chim này nó cực kỳ hẹp luôn. Nhưng đến bây giờ chúng tôi đã hóa giải ra từ cái chuồng đảo chim nó vô cùng là hẹp. Và chúng tôi sẽ lấy con chim từ trên kia xuống, từ lỗ này xuống và đưa xuống cái điểm loa ở đây. Và chúng tôi dắt con chim xuống chỗ này, dắt chim xuống đây. Khi dắt con chim nó xuống này được thì nó sẽ có độ cua ở đây, nó tương đương với một cái nhà gọi là cái phòng đảo chim tiêu chuẩn kỹ thuật. Đấy, chúng tôi phải hóa giải toàn bộ cái nhà yến này từ cái chuồng đảo chim cực kỳ hẹp biến sang thành một chuồng đảo chim cực kỳ rộng. Và trên đây tôi sẽ phải làm một lỗ chân khí để thoát khí ra, không là nó không bí bách trong nhà là không được. Và trên đây chúng tôi để một cái cửa để con chim đi vào trong đây, để một cái cửa, và bên đây để một cái cửa. Đây là một cái nhược điểm khi làm một chuồng đảo chim ở giữa, nên là cái việc chắn sáng vô cùng khó. Thay vì cái chuồng đảo chim quý vị làm nó chỉ có là 5-20, nhưng quý vị làm chuồng đảo chim một bên thôi thì nó chỉ mất một phòng đệm thôi. Còn quý vị làm ở phòng giữa này thì quý vị mất 2 phòng đệm. Nên là cái tỷ lệ chúng tôi làm một kỹ thuật để chắn sáng khó khăn vô cùng. Đấy, nó rất là hao về diện tích. Ở đây quý vị thấy chúng tôi phải bị hóa giải những cái ống 114 như thế này. Và quý vị cũng thấy rằng chúng tôi vừa xịt vi sinh xong để khử toàn bộ những cái mùi phân rất lâu ngày ở đây, ô uế rất lâu ngày ở đây, và nó làm cho hư cây này đến trong vài năm. Và chúng tôi phải xử lý một cách triệt để, thực sự một cách rất triệt để, là
chú thím và là anh chị cũng được, là phải quét dọn cái nhà, nên như cái nhà ở rất sạch sẽ, bụi bặm được phân do tất cả các thứ chúng tôi đưa hết, và chúng tôi sau này chúng tôi thịt vi sinh nó cực kỳ hoàn hảo về kỹ thuật trong đối với nhà yến này. Đấy, thực sự ra chúng tôi đi lại hết, là dù là dẫn đấy, nhà này làm lại hết hoàn toàn luôn, chúng tôi cực kỳ vất vả. Nếu mà trong cái 300 mét vuông tôi đi loa đi dẫn này, bình thường chúng tôi chỉ làm trong 1-2 ngày thôi, nhưng hôm nay nhà này cực kỳ vất vả, kể cả về trí não cũng như là trí tuệ, cũng như là cái nội lực của anh em nhân viên kỹ thuật cực kỳ nỗ lực để cống hiến cho bác chủ nhà này một căn nhà yến. Và đây tôi cũng là hướng dẫn đi, là dẫn ở trên đây tôi đưa một cái đường dẫn từ trên đây hướng dẫn nhà yến này để quý vị có thể tham khảo, quý vị xử lý nhà yến mắt hẹp như thế này, từ bên trái sang bên phải 3 mét thôi, chưa được 3 mét, mà từ bên trên này sang đây được 5 mét, mà tôi phải đưa cái mở cái lỗ bên kia, ba cái lỗ bên kia để thông khí lên và nó tập trung âm ở đó, và con chim sẽ nhảy từ đây xuống đây được và sẽ nhảy xuống đây được. Nhảy xuống đây được thì nó sẽ đảo chim ở đây, ở cái vòng này, đảo chim ở cái phòng này, và nhảy xuống đây được rồi thì sẽ nhảy xuống đây được sẽ có đảo chim, chỗ này là buồng đảo chim ở dưới này, là con chim xuống cực kỳ ngọt ngào luôn. Đấy, cũng thưa quý vị như vậy, tôi đi xuống và tôi gấp cái thang này lại để cho thông thoáng cái nhà yến này, và mời quý vị xuống cùng với tôi. Tôi đã phải hóa giải từ cái chuồng đảo chim cực kỳ hẹp. Đấy, cực kỳ hẹp, đấy, rất hẹp, chuyển sang trạng thái một cái chuồng đảo chim cực kỳ rộng, rất rộng, đấy, không phải rộng mà là rất rộng. Đấy, nên là cái việc hóa giải cái nhà yến từ cái thất bại. Đây, là chúng tôi sẽ gấp cái khẩu thang này lại. À, tôi sẽ buộc cái này lại, đây tôi sẽ buộc cái này lại, và để cho con chim vào cực kỳ thoải mái. Đấy, thưa quý vị như vậy. Và đây là cái tôi cũng phải hóa giải này, chắn sáng lại hai bên, chắn sáng lại này. Đấy, chắn sáng lại, và bên đây chúng tôi đi lại con dẫn lau chùi, hoàn thiện toàn bộ cái nhà yến này để cho bác chủ nhà cực kỳ yên tâm trong cái mùa rụ chim mới của năm 2024. Và chúng tôi giờ này cũng đã hoàn thiện cái kỹ thuật này rồi. Tôi hy vọng trong khoảng một thời gian tới chúng tôi quay lại, tiếp tục quay lại cái nhà yến này để quý vị thấy được là cái yếu tố mà để con chim vào trong nhà, dẫn dụ con chim vào trong nhà là vô cùng khó khăn, và là quý vị rất là phải quan tâm lưu tới, nên chúng tôi phải làm lại hệ thống con dù này. Và giờ này chúng tôi đã xử lý vi sinh xong, và buổi chiều nay thì sẽ bật âm lên, và coi như này là để hoàn tất toàn bộ kỹ thuật trong nhà yến này. Đây là đường dẫn rồi. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong video clip lần sau, và chúng tôi quay qua lại cái chuồng đảo chim để cho nó hoàn thiện kỹ thuật. Chúng tôi hẹn quý vị trong video clip lần sau. Quý vị sẽ hãy tham khảo để chúng ta cách chúng tôi đi đường dẫn quan trọng lắm, đường dẫn chim ở đây, và quý vị có thể tham khảo tự sửa nhà yến cho mình. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong video lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.